Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo linh kiện loa rời, bao gồm loa bát, phân tần loa và một số mẫu loa chép kèn. Ở video này em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu và báo giá từng mẫu cho các bác. Anh em nào mà có nhu cầu, các bác có nhu cầu mua lẻ, mua sỉ buôn, số lượng, giá cực tốt cho các bác, thì các bác hãy liên hệ về bên cửa hàng nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác từ những mẫu loa bát nhỏ cho đến những mẫu loa bát lớn các bác nhé. Đây là em có một mẫu loa bát 20. Đây là hàng chính hãng của BM. Với con bát 20 BM này nó đang đứng đầu trong những dòng bát 20 các bác nhé. Hàng chính hãng có model là 8AZ-630, con này 350W trở kháng 8 ohm. Với dòng này các bác có thể lắp những dòng loa full 20 hoặc những dòng loa cây, hoặc là những dòng loa lằm bát 20. Con này thì lên thùng thì tiếng siêu sáng luôn, tiếng hay, chống sâu. Đấy, con này bát 20 nhưng mà dạng từ côn lớn. Đấy, từ to, từ 140, con này côn 51 các bác nhé. Khi hiếm thấy những dòng bát 20 là một côn 51. Với dòng này các bác có thể chơi là line array được, hoặc chơi monitor được các bác nhé. Con này là xương của nó xương gang. Và con này mũ là mũ bóng các nhé, mũ hạt bóng. Với một đôi bát này em đang bán là 1.050.000 một đôi. Và đây là tổng hợp lại thì em sẽ giới thiệu, đây là em có 3 mẫu súp ở trong dòng bát 30 súp. Đây là bát 30 súp màng cao su, gân cao su và mũ nhựa bóng. Với dòng này cho các bác chơi súp điện xương sắt này, tê màu trắng. Con này từ 140 côn 51 và ở dưới là nhện sần, nhện màu vàng và màng sần. Với một cái mẫu bát này em đang bán là 500.000 một cái. Và đây là em có một mẫu bát súp. Con này bát súp mà màng xám, màng xếp ly, gân cao su. Con bát màu sáng này thì nó xịn hơn con bát màng đen kia, thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Đấy, côn 51, con này cũng là từ 140. Mẫu bát màng xám này em đang bán là 750.000. 750.000 một cái. Và ở đây là em có một mẫu bát 30 súp từ 170. Con này xương nhôm quá nhá, hai con kia xương sắt, con này bằng xương nhôm, từ 170 côn 76. Màng khâu chỉ đỏ, màng chống nước. Với dòng này các bác có thể chơi chơi súp điện nhưng mà các bác phải dùng cái mạch nguồn xuyến hai sò. Hai cái bát kia các bác thể chơi nguồn vuông. Hoặc cái bát này các bác có thể chơi súp hơi này. Con này em đang bán là 850.000 một chiếc. Và chuyển qua đây là em có 3 dòng súp để cho các bác đánh sự kiện. Đây là bát 40 súp chỉ đỏ. Con này các bác có thể làm súp hơi công suất vừa, các bác có thể làm súp điện chơi mạch 4 sò các bác nhé. Màng khâu chỉ đỏ. Với bát 40 súp này thì là xương, bản xương của nó là xương gang. Màng dưới màng sần. Từ 170 côn 76 em đang bán cái bát này là giá hiện tại là 950.000 một cái các bác nhé. Ở đây là có một bát, mẫu bát 40 súp RCF và bát 50 RCF, đều là từ 220 côn 100. Dòng này cho các bác đánh súp hơi thì bao bền, đánh bao uy lực cho các bác. Đây là hàng chính hãng của BIF nha các bác nhá. Có cái model là G-Watt 151018. Con bát 40 cho ra công suất là 800W. Con bát 50 thì cho ra là công suất là trên 1000W, 1200W. Từ 220 côn 100, nhện màu vàng, cổ côn to. Ở đây là con này là màng xếp đi lượn sóng, màng chống nước nhá, gân vải ba gân tẩm dầu. Với con bát 50 này thì đường kính nó to hơn và cái bản này toàn bộ là bản đít lồ nhựa xanh hết các bác. Con bát 50 hai nhện, bát 40 cũng vậy. Bát 50 thì sóng gân nó to hơn.
màng chống nước này, màng bóng nhạy luôn. Đó, đây là bát 50GCF, hàng chính hãng của BGF, thì em đang bán là 1.750.000 một cái. Và với dòng bát 40 côn 100 thì em đang bán là 1.600.000 một cái. Ở đây thì em có một mẫu bát 40 JBL màng xám từ 220 côn 100, chuyên cho các bác lắp những dòng full đơn 715, 725, cực hay luôn, chuẩn màu màng của JBL các bác nhé. Màng xếp lên lượn sóng này, mũ đen này, hai tay thỏ, gân vải tầm giờ, gân vải tầm giờ 3 gân từ 220 côn 100 với một đôi như thế này. Bản này là bản 8 xương 3 lỗ. Một đôi 40 JB côn 100 này em đang bán là 2.850.000 một đôi. Và chuyển qua đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác phân tần loa. Toàn bộ là một số mẫu phân tần loa full đơn, một bát và một chép kèn. Phân tần này phân tần mạch fit màu xanh này, hai trở nhôm, 4 tụ lọc màu đen, một bóng đèn chống cháy chép và hai cuộn đồng. Phân tần này trong tầm tiền cho các bác chơi là 650.000 một đôi. Ở đây là có phân tần mẫu mạch phân tần trắng sữa, 3 trở, 3 tụ và 2 cuộn đồng. Phân tần em đang bán là 750. Ở đây là một mẫu phân tần siêu hot trên thị trường rồi, đó là mẫu phân tần F15-18. Phân tần này cho các bác chơi những dòng loa full 30. Các bác có thể lắp những dòng loa leo hoặc dòng từ thường đều được. Lắp bát 30-40 đều được hết các bác nhé. 2 cuộn đồng to này, 3 trở nhôm. Và đặc biệt cái bản này là bản F15-18 này có tận 2 bóng đèn chống cháy chép, 2 tụ to và 1 tụ nhỏ. Phân tần này em đang bán là 1.050.000 một đôi. Đây là mẫu phân tần 6012, phân tần này quá là nổi tiếng rồi. Phân tần 6012 thì em đang bán cái phân tần 6012 này là 950.000 một đôi. Và đây là có mẫu phân tần chống cháy chép này. Nếu các bác sử dụng chép kèn mà các bác để rời ngoài thì các bác có thể mua phân tần chống cháy chép, thì em đang bán là 250.000 một đôi phân tần dành riêng cho loa chép kèn này. Và đây là có một số mẫu dòng chép 450 các bác nhé. Đây là 3 bản chép 450. Ở đây em có là bản nắp cam này, nắp nhôm cam này. 3 bản này đều là từ 120 côn 44 hết. Và 3 bản này nó đều là gen xoáy. Nắp cam này là 3 con này thì em sẽ bán đồng giá cho các bác. Đấy, các bác hình dung chưa? 3 mẫu chép 450 gen xoáy. Các bác mua nắp nào các bác chụp lại cho em nhá. Chụp màn hình điện thoại này. Bán đồng giá là 750.000 một đôi. Ở đây là có mẫu chép bốt mili. Con chép này các bác lắp vào những dòng bốt 301. Chép bốt này em bán là 150.000 một đôi. Và ở đây là có chép 450 leo khối. Đây là hàng chính hãng của Hewell. Con này côn 44 các bác nhé, lắp nhôm. Và bên trong là côn nhôm dẹp lõi đồng. Cái dòng chép 450 leo khối này giá hiện tại nó hơi cao. Em đang bán là 1.850.000 một đôi, em bao ship toàn quốc. Ở đây là có một mẫu kèn 750, kèn leo bi 750, côn 75. Đó, nhìn rất là khôn nhá. Linh kiện Trung Quốc hết. Những vòng bi nối mắt xích với nhau. Lắp nhôm, con này côn 75. Côn dây dẹt và bên trong là lõi đồng. Chép 750 leo bi này em đang bán là 2.050.000 một đôi. Ở video này em đã giới thiệu cho các bác rất nhiều linh kiện loa rời bát chép rồi. Thì bên em thì đang là đơn vị, em nói luôn là đang là đơn vị xỉ buôn tất cả những dòng loa bát. Các bác cần những loa mẫu loa bát, bát 20, bát 30, bát 40, bát 50 trên thị trường, đủ các thể loại thì các bác liên hệ em nhá. Anh em thợ nào thì muốn giá tốt, giá rẻ, rẻ nhất cái Việt Nam này thì điện trực tiếp cho em qua Zalo, làm việc qua Zalo để em báo giá cho các bác nhá. Anh em giao hàng toàn quốc, mọi thắc mắc chi tiết thì cứ điện cho em. Còn em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay, các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em các bác nhé. Hàng ngày em sẽ ra nhiều video giới thiệu linh kiện loa rời như này cho các bác xem. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.